Vâng, hôm nay em đã tiếp tục lại tìm cho bác một chiếc chảo sáu các bác nhé. Chiếc chảo sáu này này là nó của chiến binh cũ các bác nhé. Trước hết thì em vẫn nói các bác là cái độ chảo này nó là chảo trung chứ không phải chảo đại của chiến binh. Nhưng mà đây có một cái ống chỉ, tức là bùa dầu mỡ, thì riêng của cái này này, bùa nhớt 90 thì luôn luôn của chiến binh là đều có cái này. Và các bác yên tâm không bao giờ bị hư bạc đạn mà các bác không cần phải mở ra mất công. Và nhá, mỗi một lần mà các bác mà mở ốc ra các bác bơm dầu 90 vào là ok luôn. Đó là tuyệt vời cho các bác. Nó hay cho các bác thứ nhất là chảo là vanh còn 65 và ống chỉ là 27 các bác nhá. Đấy, chỉ ống chỉ cái chỉ là 26 chứ không phải 27. Đây này. Đó, 26. Đấy. Chỉ ống chỉ cái 6 là 27, chủ nó 27. Đấy, nhưng mà em vẫn nói là 26 thôi. Bớt lại một tí, tất cả dàn trung chứ không phải dàn đại của chiến binh. Đấy, tuy là cái trong năm tháng nó đã mòn đi rồi, nó bạc hết màu rồi. Đấy, còn tất cả mọi cái thì còn chảo rất ngon, còn mới. Đây vào này. Đấy, thương hiệu thì nó nằm chỗ nào thì em cũng quên, không thấy thương hiệu bởi vì đang nằm ở dưới này. Nhưng mà đúng mẫu là thứ nhất là có ốc đề bùa. Thứ hai không bao giờ các bác, tức là từ cái này rin hết các bác nhé. Xít hết và chảo còn rất dày. Đây các bác này, chảo còn rất dày. Đấy, rất dày dặn. Đấy. Rồi, em nói các bác là giá 18 triệu các bác nhé. 18 triệu. Đấy, 18 triệu. Đấy, còn thương lượng cho các bác. 18 triệu còn thương lượng cho các bác. Tất cả mọi đường ống chi tiết còn rất riêng nguyên. Đấy. Đấy, chảo cái chảo là 20, ống chỉ là 27. Đấy, đây các bác này. Có đồ rất riêng nha. Cái này là chắc của người ta chứ không phải là của mình. Cái này thì chủ nói là chỉ bán mình chảo không chứ không bán cái này. Đấy. Đây các bác nha. Đây, ống này. Chốt đầy đủ hết. Đấy. Rồi, bác nào cần thiết chảo 6 của chiến binh thì hãy điện cho em 0394 326198. Em đã dẫn các bác đến và riêng chảo này là đang hoạt động rất tốt. Các bác nha. Không vênh váo. Đây, còn rất mới. Ít làm, bởi vì chủ không làm nữa. Đây, tháo tùm lum vứt đây này. Đây, tháo cả kiếm này. Đấy. Tháo cả kiếm này các bác này. Đó, để đây. Thì chủ nói là bây giờ không làm nữa, thì để đây. Thì em cũng lên để cho các bác. Nếu bác nào cần thì gọi điện cho em 0394 326198. Em nói các bác là mọi ắc tốt nhé. Tất cả đều đang còn ướt, tức là nhớt chiếc đang gần rất chỉ là tốt. Và ắc đang còn rin. Loa xoa và cái này lắp thêm hai cái bánh cái cho các bác. Đấy, và cô chụp chiếc đàng hoàng rất kỹ lưỡng. Các bác không cần phải đánh đùa ở cái chảo chiến binh này các bác nhá. Đấy, có chỗ đổ nhớt cho các bác thì các bác yên tâm. Chảo trung của chiến binh, chứ nếu chảo đại thì cái này nó trên 20, phải 25 triệu. Nhưng mà chảo trung 18 triệu các bác nhá. Rồi, còn bớt cho các bác chút đỉnh để em nói với chủ bớt cho các bác. Và cuối cùng thì em cũng đã hoàn tất cho các bác một chiếc chảo 6 nhá, cũ của chiến binh. Tuy rằng rất ngon. Đấy. Rồi, và em cũng nói các bác là riêng chảo trung chứ không phải chảo đại nha. Chảo đại là mắc tiền lắm, chảo trung thì và sau đây thì chút cái chút là 27. Đấy, thì nó tầm cái 1m3 gì đó các bác nhé, về chảo trung. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn và điện thoại cho em 0394 326 198. Em dẫn các bác đến và hoặc em ship cho các bác luôn các bác nhé. Nếu gần em ship luôn, em nói với chủ ship luôn cho các bác. Và cuối cùng em hẹn lại các bác video sau.